Đây là hộp bút là tái chế. Vâng, mình cảm ơn ạ. Còn đây đó là chậu đựng trồng hoa tái chế. Và đây là hộp phấn tái chế. Mình cảm ơn bạn. Xin cảm ơn ba bạn. Chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo vì một môi trường không rác thải. BBTV. Chào mừng các bạn đến với chương trình biểu diễn thời trang tái chế do nhóm BBTV thể hiện. Đầu tiên xin mời bạn Hằng. Dân, bạn Hằng đang tiến vào sân khấu với bộ trang phục nàng bạch tuyết rất là đẹp, được phối bởi hai màu chủ đạo, đó là chiếc áo màu xanh nước biển được làm từ túi ni lông và chiếc váy màu vàng được làm từ giấy nhún. Xin cảm ơn bạn. Và tiếp theo xin mời bạn Su Hào. Dân, bạn Su Hào đang tiến vào sân khấu với một nụ cười rất tươi, với một chiếc áo màu đỏ và một chiếc mũ màu đen rất là tinh tế. Xin cảm ơn bạn Su Hào. Và cuối cùng là bạn Tiết. Bạn Tiết đang tiến vào sân khấu với trang phục nàng tiên cá rất là đẹp và đặc sắc, với một mái tóc màu đỏ được làm từ túi ni lông và một chiếc váy hình đuôi cá rất là đẹp, với một màu xanh là lá chuối được làm từ áo mưa tái chế. Xin cảm ơn bạn Tiết. Và cuối cùng tôi xin mời ba người mẫu của chúng ta tiến vào sân khấu một lần nữa để cho các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng nào. Xin cảm ơn ba bạn. Và tôi có một vài câu hỏi dành cho ba bạn nhé. Thì xin hỏi bạn Hằng, thì tại sao bạn lại chọn trang phục đó là nàng bạch tuyết để đi dự thi hôm nay? Thưa bạn thân và các bạn, sở dĩ mang đến cuộc thi hôm nay với bộ trang phục nàng bạch tuyết bởi vì hồi xưa mình rất là thích nàng bạch tuyết và ước muốn một ngày được hóa thân thành nhân vật này. Chính vì thế hôm nay mình mang đến cuộc thi bộ trang phục nàng bạch tuyết để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng ạ. Xin cảm ơn bạn Hằng, và giấc mơ của bạn hôm nay đã trở thành hiện thực. Mình cảm ơn bạn. Cho mình hỏi bạn Su Hào, thì cái chiếc mũ của bạn mình rất thích, cho hỏi đó là chiếc mũ của bạn được làm từ chất liệu gì? Mình xin trả lời câu hỏi của bạn hơn là mũ của mình làm bằng chất liệu bìa cá tông ạ. Xin cảm ơn bạn, chiếc mũ rất đẹp. Và cho mình hỏi bạn Tiết là mình thấy cái trang phục nàng tiên cá của bạn rất là đặc sắc, thì cho mình hỏi là cái ý tưởng nào mà bạn làm cái trang phục này để dự thi? Thưa bạn Hân và các bạn, hôm nay mình tái chế bộ trang phục nàng tiên cá này là vì mình muốn thay lời các chú cá ở dưới nước gửi đến các bạn một thông điệp, đó là hãy cùng nhau bảo vệ môi trường nước vì một môi trường nước trong sạch. Xin cảm ơn bạn Tiết. Bộ trang phục của bạn rất là có ý nghĩa. Và sau bây giờ thì tôi xin trao 3 phần quà, coi như những phần quà lưu niệm để cho các bạn đến chương trình hôm nay. Đây là hộp bút là tái chế. Vâng, mình cảm ơn ạ. Còn đây đó là chậu đựng trồng hoa tái chế. Và đây là hộp phấn tái chế. Mình cảm ơn bạn. Xin cảm ơn ba bạn. Thưa các bạn, trái đất của chúng ta đang ngày càng nóng lên. Điều này cho thấy môi trường sống của chúng ta đang ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng các túi ni lông và tái chế lại những vật có thể sử dụng như là các chai nước ngọt, các lon nước lọc để làm những cái hộp kem đánh răng hoặc là những cái hộp đựng bút. Thì ngoài ra các bạn có thể tái chế lại những bao bì ni lông, những túi, những bọc để làm những cái bộ trang phục giống như đội BB đã làm. Chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo vì một môi trường không rác thải. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.